6 tháng sau khi ra mắt, Poco M3 Pro 5G, thương hiệu phụ Poco Global của Xiaomi đã công bố sự ra mắt của người kế nhiệm Poco M4 Pro tại một số thị trường nhất định. Điện thoại mới cải tiến dựa trên M3 Pro hiện có với những nâng cấp gia tăng về thiết kế, camera và phần cứng còn lại. Xiaomi đã làm rất tốt trong việc che giấu thực tế rằng M4 Pro chỉ là một chiếc Redmi Note 11 đã được đổi thương hiệu một chiếc điện thoại chỉ được bán ở Trung Quốc vào thời điểm viết bài này. Giống như các thiết bị cầm tay Poco khác, Poco M4 Pro có thiết kế trong khuôn mặt của bạn, phần lớn được làm nổi bật bởi các tùy chọn màu sắc tươi sáng Poco Yellow và Cool Blue. Chỉ có biến thể Power Black mang lại một số mức độ tinh tế. Mặt sau của điện thoại thu hút rất nhiều từ một sản phẩm giá rẻ khác của Poco từ năm 2021, Poco M3, và được thiết kế để làm cho module máy ảnh trông lớn hơn nhiều so với thực tế. Đối với phần cứng máy ảnh, có những cải tiến rõ ràng ở đây. Những điểm đáng chú ý nhất bao gồm camera selfie độ phân giải cao hơn 16MP và việc bổ sung ống kính góc cực rộng trường nhìn 119 độ ở phía sau. Đây là một tính năng đã bị bỏ lỡ rất nhiều trên Poco M3 chuyên nghiệp. Cảm biến camera chính cũng được nâng độ phân giải từ 48MP lên 50MP. Poco M4 Pro có màn hình IPS LCD 6,6 inch lớn hơn một chút so với màn hình 6,5 inch trên M3 Pro. Màn hình vẫn giữ khả năng tốc độ làm tươi 90Hz nhưng hiện hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, M3 Pro chỉ hỗ trợ 180Hz ở 450 nits. Nó cũng sáng hơn so với người tiền nhiệm của nó với biên độ mỏng 50 nits. Khi Poco M3 Pro được công bố vào đầu năm nay, nó đã trở thành điện thoại Poco đầu tiên sử dụng chipset MediaTek. 6 tháng sau, Poco dường như đã khẳng định lại niềm tin của mình đối với MediaTek và quyết định sử dụng chipset MediaTek Dimensity 810 trên Poco M4 Pro. Dựa trên quy trình sản xuất 6 nanomet, hệ thống mới này trên chip là một bản nâng cấp nhẹ so với Dimensity 700 mà M3 Pro có. Mặc dù chúng tôi không mong đợi con chip này cung cấp hiệu suất tuyệt vời, nhưng nó phải có nhiều khả năng xử lý các tác vụ hàng ngày một cách dễ dàng. Khi ra mắt, Poco M4 Pro sẽ chạy Poco Launcher trên MIUI 12.5 dựa trên Android 11. Poco M4 Pro vẫn giữ pin 5000 mAh từ M3 Pro. Chỉ trong khoảng thời gian này, bạn sẽ có thể sạc pin nhanh hơn bằng bộ sạc 33W đi kèm. Sử dụng bộ chuyển đổi này, Poco tuyên bố thời gian sạc từ 0 đến 100% là 59 phút. Giống như hầu hết các thiết bị khác trong tầm giá này, Poco M4 Pro chấp nhận thẻ SIM kép và cũng tích hợp một khe cắm thẻ nhớ microSD trong khay SIM để mở rộng bộ nhớ. Tại châu Âu, Poco M4 Pro sẽ được bán với hai tùy chọn RAM, dung lượng lưu trữ 4GB, 64GB và 6GB, 128GB. Cả hai biến thể sẽ được bán bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2021. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.